Em xin chào các bác, hôm nay thì là một cái video test hàng trước khi gửi đi cho khách hàng. Đó là một đôi loa full bass 30, full đơn bass 30 hàng chính hãng từ PS Audio, và mã sản phẩm của con này là con KF612 các bác nhé. Và cái đơn hàng này thì em gửi đi cho một cái bác khách ở bên Thanh Hóa các bác nhé. Một cái bác khách ở bên Thanh Hóa. Thì đây cái đơn hàng này thì gửi bên xe khách các bác. Đây thì em sẽ đưa hàng ra để giới thiệu cho các bác. Đây thưa các bác, thì nhắc lại đây là cái đơn hàng của bác khách là Nguyễn Xuân Quý ở bên Nghĩa Sơn, Thanh Hóa. Đây là cái số điện thoại của bác khách này nhé. Đôi loa full PS KF612. Đây thì em sẽ đưa cái sản phẩm chính ra để thử cho các bác. Đây thưa các bác, thì đây là một đôi full đơn bass 30, hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio và mã của nó là KF612. Đây là cái hàng nhập khẩu nhé, sản xuất tại Trung Quốc, và hàng này là hàng nhập khẩu và hàng chính hãng của PS Audio. Thì các bác khi mà đang sử dụng thiết bị điện tử thì các bác tham khảo thấy thì hiện giờ trên thị trường Việt Nam thì đang rất là đang cái thương hiệu PS Audio thì đang rất được nhiều người lựa chọn để tin dùng. Thì đây là cái hàng chính hãng và hàng nhập khẩu, chất lượng hàng rất là tốt, và đặc biệt là giá thành thì rất là vừa túi tiền với giá thị trường ở Việt Nam. Ở đây thì các bác sẽ thấy một số những cái thông tin ở bên ngoài cái bao bì. Thì với cái hàng nhập khẩu thì ở bên phía của bao bì thì nó sẽ có một số những cái thông tin về nguồn gốc cũng như là xuất xứ. Ở đây thì các bác sẽ thấy là sẽ có cái phần thông số kỹ thuật này. Ở đây ví dụ như thương hiệu này, chất liệu thùng này, công suất này, trở kháng cũng như là kích thước đóng gói của sản phẩm. Thì đối với những cái hàng nhập khẩu thì bắt buộc phải có cái tem phụ, đây gọi là tem phụ, để mà truy xuất nguồn gốc xuất xứ cũng như là về chất lượng sản phẩm cũng như là một số những cái thông tin về sản phẩm. Ở đây thì em sẽ đưa cái sản phẩm, đây các bác thấy là nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Đây em sẽ đưa cái sản phẩm chính ra và em sẽ thử tiếng cho các bác. Thì thưa các bác, thì bên em là bên Lương Âm Thanh, Lương Audio, thì bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái mẫu model hàng khác nhau. Thì bác nào quan tâm về những cái sản phẩm này thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại đây ạ. 0988646683 các bác nhé. Em nhắc lại số điện thoại của bên em là 0988646683. Ở đây thì em sẽ đưa cái sản phẩm chính của chúng ta ra ngoài ở đây. Thì thưa các bác, thì bên em là bên đại lý phân phối thì có rất nhiều những cái model hàng. Các bác thấy đây là những cái dòng vang cơ, vang số, rồi mic không dây, rồi thiết bị quản lý nguồn này. Ở phía đằng xa kia là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài, rồi những cái đôi loa full, rồi những cái dòng loa súp, cục đẩy công suất. Và đây là các bác thấy đây là những cái cục đẩy công suất, có rất nhiều những cái cục đẩy công suất của những cái hãng khác nhau. Đấy, thì bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng, thành ra những chủng loại hàng thì có rất là nhiều. Đây là ví dụ như đây là con súp của PS Audio này, mã của nó S115 này. Còn các bác thấy đây là những cái dòng đẩy công suất nhé. Đây là những cái dòng cục đẩy công suất này, cục đẩy công suất của PS Audio cũng như là của BVK. Đây là của BVK này, của PS Audio cũng như là của, đây là những cái dòng súp điện bass 30, bass 40 của GD Audio này. Đấy, có rất nhiều những cái chủng loại hàng, và đây là những cái loa full của DB Acoustic. Đây thì em sẽ, đây các bác thấy là những cái dòng của DB Acoustic, đây là những cái loa súp mà bass 40 của DB Acoustic. Thưa các bác, là với dòng loa full bass 30, full đơn bass 30 của PS Audio thì các bác thấy là các bác sẽ đặt được ở nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ như là các bác có thể là cắm cột qua cái lỗ này này, hoặc là các bác để bàn thì nó sẽ có cái chân cao su tiếp xúc với bàn, hoặc là các bác có thể treo lên. Ở đây thì em, đây thưa các bác, thì em đã đưa ra và đặt lên cái cột chân loa các bác nhé. Đây các bác thấy, các bác nếu mà trong cái trường hợp mà các bác để cột thì các bác sẽ có cái lỗ để cắm vào chân loa đây, và cái cột chân cột này. Các bác để bàn thì có cái vấu cao su, còn các bác treo thì các bác có thể là treo tư thế đứng như này cũng được, hoặc là nằm ngang thì các bác sẽ treo bằng hai con ốc này. Đấy, còn đứng thì ở trên này là sẽ có những cái ốc gáy này. Đấy, và đây là tem chính hãng của PS Audio này các bác này. Con này thì thùng vách nó là hàng chính hãng nên là thành ra là người ta sẽ cẩn thận đến cái chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ như những cái con ốc ở đây là những cái ốc mà chất liệu tốt. Ví dụ như các bác như mua những cái dòng loa rẻ tiền ấy, thì nhiều khi là chúng ta vừa mua về một thời gian thôi là những cái ốc này nó đã bị han rỉ rồi. Nhưng đối với cái hàng chính hãng của PS cũng như là cái hàng cao cấp ấy, hàng tốt ấy, thì những cái con ốc này thôi, đơn giản như những con ốc này thì người ta làm bằng cái hợp kim tốt, thành ra nó rất là bền, nó không bị han rỉ. Và những cái thùng vách này thì nó đóng, người ta đóng ở hãng, người ta đóng rất là dày, thành vách rất là dày ở đây, các bác sẽ nhìn nó. Cái thứ hai nữa là thành vách thì đều có những cái gông vách như này. Đây các bác sẽ nhìn những cái gông vách này, gông vách này. Ở đây cũng là gông vách này. Đấy, thì nó rất là chắc chắn và rất là
bền loa. Cái nữa đây thì các bác sẽ thấy ở phía sau đây là cái tem chính hãng của PS Audio, thì có mã cái QR này cũng như là phần cào để kích hoạt bảo hành điện tử. Ở phần phía dưới thì có đường tín hiệu vào, thì các bác có thể là sử dụng cái jack Liltrich có một đường vào và một đường line sang cái tín hiệu ở những cái loa khác. Đây thì một số những cái thông tin về công suất này. Đây là mã KF612. Công suất con này công suất maximum nó là 1400W các bác nhé. Đây là sản xuất tại Chile này. Đấy, nguồn sốc nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng. Đấy, thì tất cả những cái vách như vậy thì đều có gông hết, các bác sẽ nhìn gông vách này. Đấy, thì với cái gông vách này thì loa nó rất là bền và rất là chắc chắn nhé. Thì loa khi mà hoạt động ở cường độ cao ấy, thì những cái vách gỗ này thì nó đây là một vách gỗ và đây là một vách gỗ nữa, thì để mà có những cái vách gỗ chắc chắn thì người ta sẽ bổ sung thêm những cái gông vách này để hai cái vách này nó chắc chắn hơn. Ngoài cái keo hoặc là mộng hoặc là những cái đinh ở bên trong thì người ta thêm cái vách này thì nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Ở đây thì cái lỗ thông hơi và các bác sẽ quan sát hộ em là bên phía trong cái loa nhé, để các bác sẽ nhìn dây loa nó rất là to này. Đấy, dây loa đây các bác nhé, và ở phía đây em sẽ chọc tọc sâu vào thì các bác thấy là cái phần dây loa này đây, và phần các bác sẽ nhìn được cái phần củ từ bên trong này. Đấy, củ từ của chép này. Đấy, rất là to, và các bác sẽ nhìn thấy có một cái ốc ở phía trên kia là cái ốc gông cái chép loa, và các bác sẽ thấy là nó sử dụng là cái ốc bên trong là có cái ốc sắt nhé, gen sắt nhé. Đấy, chứ không phải là ốc gen gỗ đâu, mà bên trong nó có bu lông kìa, rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác sẽ nhìn đúng không ạ? Đấy, nhìn cái đây là vị trí là các bác nhìn này. Đấy, một số những cái khác là nó bắt trực tiếp vào phần gỗ, nhưng mà bên này cái này là thì nó sẽ có cái bu lông sắt ở bên trong, kim loại bên trong thì nó rất là chắc chắn. Các bác sẽ nhìn cái củ từ thì rất là to các bác nhé, từ tép rất là to, mà các bác sẽ nhìn dây rất là to. Và đấy là cái phần thông hơi phần phía chung. Cứ đưa nhạc lên đi. Đây các bác nhé, cái phần mặt trước thì nó sẽ có hai cái lớp e căng kim loại này, và sau lớp e căng kim loại nó là một cái lớp mút. Thì thứ nhất là chống bụi bẩn, thứ hai là chống côn trùng nó chui vào trong cái phần loa này. Đây là logo của thương hiệu PS Audio, phần phía trên cũng vậy, và đây là cái dập chìm của PS Audio. Đấy. Cái dòng này thì em quảng cáo rất là sâu, và có những cái video mà tháo hẳn cấu trúc ở bên trong ra để các bác quan sát cái bát loa cũng như là cái phân tần cũng như là cái chép loa cũng như là cái vách gỗ ở bên trong. Nhưng mà cái video này thì là video test hàng, thành ra em sẽ không tháo ra nữa. Còn các bác nào muốn quan tâm sâu hơn, quan tâm kỹ hơn thì có những video em đã tháo hết tung hết cả loa ra để các bác quan sát cái cấu trúc bên trong sản phẩm. Đây tem của PS Audio. Bây giờ thì em sẽ đưa cái phần nhạc lên các bác nhé. Ở đây em sẽ đưa cái phần nhạc lên. Hiện giờ thì em đang sử dụng là cái con vang 330 Pro này. Với cái loa này thì tiếng nó rất là hay, rất là sáng tiếng các bác nhé. Ở đây thì em sẽ thử tiếng cho các bác này. Các bác sẽ nghe cái phần âm thanh, thứ nhất là có 3 giải. Thứ nhất là cái giải chép thì tiếng rất là sáng và rất là tiếng nó rất là lẩy, và các bác sẽ nghe cái phần tí tách, phần tí tách của loa nghe rất là đã tai. Tiếng trung thì cũng rất là sáng, rất là rõ tiếng, và cái tiếng bass ở đây thì rất là ấm và rất là chắc và rất là lực luôn ạ. Xe khách các bác nhé. Đây đóng thành hai kiện. Đây là hàng chính hãng của PS Audio các bác nhé. Đây, bên em là bên đại lý phân phối của PS Audio. Đây, hàng điện tử dễ vỡ. Bên em là bên lương âm thanh, số điện thoại là 0988646683. Loa full
Bass 30 hàng chính hãng của PS Audio, và mã sản phẩm của con này là con KF612 các bác nhé. Full đơn Bass 30 của PS Audio, hàng chính hãng luôn. Đấy. Thì thưa thưa các bác, là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng, thành ra bên em có rất nhiều những cái chủng loại model hàng để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Thì bác nào quan tâm về những cái sản phẩm này thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Và giá thành của mỗi sản phẩm thì em sẽ để trong cái phần mô tả cũng như là phần bình luận của video. Thì thưa các bác, là trong mỗi một video thì em sẽ quảng cáo một đến nhiều sản phẩm, thì giá thành của sản phẩm thì em sẽ để giá công khai, giá công khai và sẽ được update thường xuyên, và em sẽ để ở cái phần mô tả của video cũng như là phần bình luận của video. Thì các bác nào mà quan tâm thì các bác sẽ kéo xuống dưới cái phần bình luận thì em sẽ để giá công khai các bác nhé. Cảm ơn các bác, em xin chào các bác ạ.